thì dù khách bất thành hại. Ví dụ khách không thể làm hại. Nhưng Bỉ Chư Ma tuy hữu đại nộ, Bỉ Trần lao nội, Nhữ Diệu giác trung, Như Phong suy quan, Như Đao đoạn thủy, Liễu Bất tương xúc, Nhữ Như phí thang, Bỉ Như kiên băng, Noãn khí tiềm lân, Bất nhật tiêu dẫn, Đồ thị thần lực, Đảng di kỳ khách. Dịch: Như các ma kia, tuy rất giận dữ nhưng ở trần lao, còn như các ông ở trong diệu giác, giống như ngọn gió thổi vào ánh sáng, như dao chặt nước không hề hấn gì. Ông như nước sôi, họ như băng đá, hơi ấm đến gần băng đá tự tiêu. Họ ý thần lực nhưng chỉ là khách. Giảng: Trước đó đã nói về ma này, định lực của ông tu được có chỗ thành tựu, mà Dương sợ ông thành tựu định lực, vì thế đến để phá hoại định lực của ông, khiến tam muội của ông không thể thành tựu. Nhưng Bỉ Chư Ma tuy hữu đại nộ, tuy ma Dương đều đến nhiễu loạn ông, đem lại phiền não cho ông, nhưng những ma này đều rất phiền não phẫn nộ. Bỉ Trần lao nội, họ đều có trần lao nhiễm ô, Nhữ Diệu giác trung, vì thế trong tánh diệu giác của ông, Như Phong suy quan, họ không có biện pháp gì phá hoại định lực của ông, không thể làm gì được ông, vậy làm sao đây? Giống như gió thổi ánh sáng, ánh sáng không bị gió làm cho dao động. Như Đao đoạn thủy, Liễu Bất tương xúc, giống như dùng đao để chém nước vậy. Đao chém nước, dù có chém như thế nào cũng không thể chém đứt được nước. Nhữ Như phí thang, định lực tu hành của ông có một thứ để ví dụ. Ví dụ như cái gì? Ví như than nóng, Bỉ Như kiên băng. Ma Dương cũng có một thứ để ví dụ. Ví dụ như cái gì? Ví như băng đông cứng trong mùa đông. Noãn khí tiềm lân, Bất nhật tiêu dẫn. Băng đông cứng này tuy kiên cố, nhưng gặp phải nước nóng thì khí ấm dần dần tiếp cận với nó, không đến một ngày nó liền bị tiêu tan. Đồ thị thần lực, Đảng di kỳ khách. Ma quỷ chỉ ỷ vào thần lực, nhưng cuối cùng không được làm người chủ, chỉ là một người khách mà thôi. Nguyên văn: Âm Hán Việt. H2. Chánh suy mê loạn do chủ. Chỉ rõ mê loạn là do chủ nhân ngủ ấm. Thành tựu phá loạn do nhữ tâm trung ngủ ấm chủ nhân. Chủ nhân nhược mê, khách đắc kỳ tiện. Dịch: Thành sự phá hoại do chủ nhân ngủ ấm trong tâm. Chủ nhân mê lầm, khách thừa cơ hội vào trong quấy phá. Giảng: Thành tựu phá loạn do nhữ tâm trung ngủ ấm chủ nhân. Họ không thể thành tựu sự phá hoại. Thành tựu phá hoại rối loạn, tức là chủ nhân nằm ấm trong tâm của ông. Chủ nhân nhược mê, khách đắc kỳ tiện. Người chủ này nếu mê hoặc thì người khách sẽ thừa cơ hội đắc lợi. Nếu ông là người chủ không mê muội thì họ không thể làm gì được. Ai là người chủ? Tức là tự tánh. Tự tánh của ông nếu như mê mờ thì ma sẽ có biện pháp, tức là có thể não loạn ông. Tự tánh của ông nếu không mê thì ma sẽ không có cách nào, mà sẽ bó tay, không có cách nào phá hoại ông được. Nguyên văn: Âm Hán Việt. H3. Giác ngộ tức năng siêu thắng. Giác ngộ thì sẽ vượt qua. Đương xứ thiền na, giác ngộ vô hoặc. Tắc bỉ ma sự, vô nại nhữ hạ. Ấm tiêu nhập minh, tắc bỉ quần tà hàm thọ u khí.
minh năng phá ám, cần từ tiêu dẫn, như hà cảm lưu nhiễu loạn thiền định. Dịch: nhưng nếu chủ nhân thường trong chánh định, giác ngộ không lầm, thì các ma kia không làm gì được. Khi ấm tiêu vong vào trong ánh sáng, thì các thứ tà thọ khí tối tăm. Sáng phải được tối, tối đến gần sáng thì tự tiêu mất, làm sao còn dám ở lại nơi đó nhiễu loạn thiền định. Dạng: đường xứ thiền na, giác ngộ vô hoặc. Khi ông được sự an tĩnh của tam muội, khi loại được thiền na chánh định chánh thọ, ông chỉ có một loại bồ đề tâm giác ngộ mà không có nghi hoặc nào cả. Tắc bỉ ma sự vô nại nhữ hà, thì tài năng của ma dù lớn đến đâu cũng không thể làm gì được ông, mà không có cách nào cả, không có cách nào đem lại cho ông sự phiền não. Ấm tiêu nhập minh. Ma thì thuộc âm, âm sẽ tiêu đi, giống như ma là băng, ông là nước nóng, nước nóng sẽ làm tan băng, đó gọi là ấm tiêu. Nhập minh: lửa trí tuệ của ông cao vời, vì thế nên nhập minh vào trong ánh sáng. Tắc bỉ quần tà hàm thọ u khí, thì những tà ma ngoại đạo, yêu ma quỷ quái đó, tất cả những bản lãnh của họ giống như u khí tối tăm. Minh năng phá ám: ông có định lực chân chánh, có huệ lực chân chánh, phát ra ánh sáng của trí tuệ thì sẽ phá được cái tối tăm kia. Cận từ tiêu dẫn: nếu họ muốn đến gần để phá hoại nhiễu loạn ông, thì họ tự tiêu diệt. Như hà cảm lưu nhiễu loạn thiền định, họ làm sao có thể dám đến đây để làm nhiễu loạn ông? Sao dám đến đây để làm phiền phức ông? Ma quái sẽ không dám đến chỗ này để nhiễu loạn ông. Lời ban biên tập: dưới đây là lời giảng của thượng nhân tháng 1 năm 1983. Loại ấm ma này kỳ thực không phải 50 loại, mà 500 loại, 5.000 loại, 5 vạn loại, 50 vạn loại đều có. Mỗi loại lại có thể chia ra 10 loại. Nếu phân tích nhỏ, ngàn ngàn vạn vạn loại đều có. Quy nạp lại, thế nào gọi là ấm ma? Vốn là không có thứ gì, chính là một luồng âm khí. Luồng âm khí này từ đâu đến? Tức là từ mỗi âm niệm của mỗi người chúng ta mà có. Cái niệm âm này tức là những niệm thuộc về tham, sân, si. Vì thế nên sanh ra sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong mỗi quẩn sinh ra các thứ ấm tướng. Ấm tướng này khi công phu đạt đến thì tất nhiên hiện ra một loại tình huống. Nếu công phu không đến, muốn có ấm ma này cũng không có. Nếu công phu đến mức thì nó sẽ xuất hiện ra. Xuất hiện ra cũng không sao, không nên nói là sợ ma, không nên sợ. Vậy thì sao đây? Khi ấm tướng xuất hiện, ông có thể giữ một cách thản nhiên bình tĩnh, xem như không có chuyện gì xảy ra. Kiến như bất kiến, văn như bất văn. Thấy mà xem như không thấy, nghe như không nghe, ngửi không có mùi vị. Nếu ông không nhập sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thì ấm ma này không làm cách nào được. Nếu ông không có tham, sân, si, thì sẽ hàng phục được ấm ma này. Không có ích kỷ, tự lợi, mong cầu, tham muốn, tranh giành những lỗi lầm này thì ma nào cũng không làm gì được ông. Vì thế, chúng ta nay nghiên cứu. Không nên nói nghiên cứu ấm ma này rồi sợ ma luôn. Không cần phải sợ. Nó là luồng khí giống như cái gì vậy? Đây cũng sử dụng một ví dụ thô thiển. Là cái gì vậy? Giống như chúng ta nấu nước vậy, nước sôi sùng sục
thì sẽ có khí nóng bay lên. Khí nóng bay lên tức là nước sôi rồi. Ông tu hành có ma xuất hiện. Sự xuất hiện của ma cũng chính vì ấm niệm trong tự tánh của ông, do âm khí quyển hóa sanh ra. Tuy do quyển hóa sanh ra, nếu không bị nó làm cho dao động thì không có việc gì cả. Giống như ông nấu nước sôi, khí hơi nóng bốc ra, đó không có gì lạ cả. Để nó qua đi thì nước có thể uống được. Người có luồng ma khí xuất hiện giống như tinh luyện vàng. Luyện ra vàng ròng thì những cặn bã trong vàng đều lọc ra hết. Tu đạo cũng giống như luyện vàng vậy. Cho nên nói vàng thật không sợ lửa. Ông phải luyện ra vàng ròng, luyện ra thân kim cang bất hoại. Cho nên thân kim cang bất hoại thì phải giờ giờ phút phút nhất tâm nhất niệm dụng công tu hành. Dụng công tu hành thì bất luận tu đến trình độ nào cũng không nên sinh lòng hoan hỷ, cũng không nên sinh lòng lo lắng. Đây là một biện pháp giải quyết ma chướng căn bản nhất, quan trọng nhất của người tu đạo. Tháng 1 năm 1983, thượng nhân giảng bổ sung đến đây. Ha ha ha,